Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ngãi thì được dự báo là địa phương mà bão sẽ đổ bộ trực tiếp. Do đó, trong cả ngày hôm qua, địa phương này đã di rời hàng chục nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Và vào thời điểm bão sắp đổ bộ như thế này, để biết thêm tình hình thời tiết cũng như là các phương án sơ tán ứng phó bão đã hoàn tất hay chưa, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ được kết nối trực tiếp với nhóm phóng viên Trung Kiên đang có mặt tại hiện trường. Vâng, xin mời anh Trung Kiên. Vâng, anh Trung Kiên, anh có thể cho biết là tình hình thời tiết Quảng Ngãi lúc này như thế nào ạ? Xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại vùng tâm bão của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, thì bão số 9, một cơn bão rất mạnh được tính như một cơn cuồng phong sẽ đổ bộ khu vực này. Như quý vị có thể thấy, sóng biển ở khu vực này đã mạnh từ 3 đến 4 mét, đập vào bờ như thế này. Thì sau trận cuộc phong này thì chắc chắn tình hình sạt lở sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Từ đêm ngày hôm qua, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, các cơn mưa kèm theo gió giật và gió rất mạnh. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì sức gió đo được tại huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi là cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Bão số 9 áp sát vào bờ thì sức gió đang tăng lên rõ rệt và biển động rất mạnh như quý vị và các bạn thấy. Bão số 9 bực ví như những cơn bão rất mạnh và có thể gây sạt lở khu vực bờ biển này. Bên cạnh đó thì sóng biển rất cao, 3 đến 5 mét. Ở đây là khu vực biển, còn ở khu vực bên trong thì sức gió cũng rất mạnh. Đây là khu vực ven biển thì sức gió cũng rất mạnh. Như quý vị có thể thấy, nhà cửa và mái tôn hiện nay đang bị gió rất mạnh và nguy cơ bị tốc mái và bay bất cứ lúc nào. Có thể nói do điều kiện thời tiết rất nguy hiểm và gió mạnh nên phần thu tiếng của chúng tôi từ hiện trường có thể không tốt. Tuy nhiên có thể nói đó là cái ảnh hưởng của bão đến khu vực của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một trong những tâm bão đang là rất mạnh. Trong suốt từ đêm qua, chúng tôi đã có mặt tại những khu vực mà người dân đang tránh trú bão. Thì cảm nhận của người dân đây là một cơn bão rất mạnh. Và trong vòng 20 năm qua họ chưa từng phải đối mặt. Họ cho biết là cơn bão số 9 có tên quốc tế là Ketsena xảy ra vào năm 2009. Tràn vào khu vực này đã xóa sổ nhiều làng mạc và bị sập trôi cũng như đã đánh sập rất nhiều nhà cửa. Và với cái sức gió mạnh của cơn bão lần này thì người dân cũng nghĩ rằng nhiều nhà cấp 4 ở khu vực này không thể trụ vững. Và trong buổi sáng hôm nay khi chúng tôi đi kiểm tra hiện trường tại một số địa bàn thôn trọng yếu của xã Bình Hải thì cũng ghi nhận là nhiều nhà mái tôn đã bị tốc mái, nhiều cây xanh đã bị nghiêng đổ và có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Rõ ràng là cơn bão số 9 đang có những tác động rất lớn đến khu vực vùng tâm bão là huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi sẽ đi sâu vào phía bên trong để xem tác động của thời tiết đến khu vực này như thế nào.
của những hộ dân và hàng quán nên an toàn và họ đã ở nơi tránh trú. Tuy nhiên thì có thể khi mà trở lại thì những ngôi nhà này có thể không còn nữa, bởi vì cơn bão số 9 là một cơn cuồng phong rất mạnh và có thể cuốn sập những cái ngôi nhà cấp 4 hoặc là những hàng quán được xây dựng không được chắc chắn như thế này. Cây cối đã bị nghiêng ngả do cơn bão số 9 và tình cảnh là gió rất là mạnh. Vâng, vừa rồi là những cơn gió giật theo thống kê và theo ghi nhận tại hiện trường thì bão trong sáng hôm nay đã giật đến cấp 8, giật cấp 9 và có thể cấp 7. Khi mà thời gian cơn bão tiếp cận vào bờ thì có những ảnh hưởng tiếp theo. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về tình hình thời tiết như là khi mà cơn bão số 8 đổ, số 3, số 9 đổ bộ vào huyện Bình Sơn của tỉnh Hà Nam trong các bản tin tiếp theo. Và bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Trung Kiên cùng với ekip của kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC có mặt tại đây để tác nghiệp. Và có thể nói là chỉ còn khoảng tầm một tiếng nữa thôi thì chắc chắn là vị trí tâm bão sẽ đổ dồn vào vị trí của Quảng Ngãi, tại vị trí của anh Trung Kiên cùng với các ekip của VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại đây. Và chúng tôi cũng mong muốn các anh trong quá trình tác nghiệp hãy cố gắng đảm bảo an toàn tính mạng của mình khi tác nghiệp. Vâng ạ, còn bây giờ xin đến với nội dung đáng chú ý tiếp theo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có những thông tin tiếp theo đến từ hiện trường, từ những phóng viên của VTC. Vâng, có thể nói bão chưa vào nhưng mà chúng ta đã có những cái thiệt hại đầu tiên. Và trong tối qua ngày 27 tháng 10, tỉnh Bình Định đã phát đi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm hai tàu cá bị chìm khi đang di chuyển tránh bão số 9. Trong khi công tác cứu nạn đang khẩn trương triển khai thì một tàu cá khác đã chết máy cũng ở Bình Định khi đang trên đường về tránh trú bão số 9. Tại cuộc họp sở chỉ huy tiền phương lúc 23 giờ tối 27 tháng 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo về khẩn trương cứu nạn hai tàu cá mất liên lạc và một tàu khác chết máy tại Bình Định. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tập trung nghiên cứu phương án dù điều kiện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, phải cẩn thận đảm bảo an toàn cho cả những người đi cứu nạn. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, tàu cá BD97469TS của ông Võ Ngọc Đoan ở xã Hoàn Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có tổng cộng 14 lao động bị chìm khi đang chạy tránh trú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 phút 27 tháng 10. Hiện gia đình và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định chưa có thông tin và chưa liên lạc được với 14 ngư dân này. Trước đó, tàu cá BD96388TS của ông Lê Vạn ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh Khánh Hòa để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày. 12 ngư dân trên tàu này hiện đang mất tích. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cũng có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động tàu có trọng tải lớn túc trực tại vùng biển Bình Định trước khi có bão số 9 đổ bộ vào đất liền để kịp thời ứng cứu khi xảy ra các sự cố trên biển do bão gây ra. Để cập nhật rõ hơn về mức độ ảnh hưởng của bão số 9 đối với tỉnh Bình Định, một trong bốn địa phương được xác định nằm trong vùng nguy hiểm của bão, ngay sau đây, phóng viên VTC sẽ thực hiện cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Xin chào ông Hồ Quốc Dũng ạ. Xin ông cho biết là ảnh hưởng của bão số 9 đối với vùng ven biển và đất liền của Bình Định hiện nay thì như thế nào ạ? Đó là cái cơn bão số 9 này là hiện nay rất là mạnh và đang di chuyển rất là nhanh. Mặc dù là bão chưa đổ bộ vào Bình Định nhưng hiện nay gió rất lớn và mưa cũng rất là to. Từ tối hôm qua gió lớn nhất là khoảng từ khoảng 2 giờ sáng đến giờ, gió thì khoảng cấp 7, cấp 8. Chúng tôi đã triển khai là không cho đến giờ cũng này Bình Định cấm không cho dân ra đường, tất cả ở nhà chỉ có các người chức năng có được ra đường làm nhiệm vụ thôi. Chúng tôi đã triển khai các cái giải pháp để ứng phó với bão số 9 từ ngày hôm qua đến bây giờ. Cho đến giờ cũng này thì trên 4.400 hộ dân, trên 15.000 nhân khẩu ở cái vùng triều cường, vùng sạt lở đã được di dời đến cái nơi an toàn. Ở toàn bộ cái số tàu thuyền của tỉnh cơ bản đã được đưa vào các cái nơi trú ẩn an toàn. Chỉ còn lại một số cái tàu không vào kịp thì chúng tôi đã khuyến cáo là đi ra khỏi cái vùng nguy hiểm trên biển. Và đến giờ phút này thì đó là các cái công tác chuẩn bị chúng tôi đã sẵn sàng ứng phó để mà giảm thiểu
bước sắp tiếp thì thiệt hại sẽ xảy ra. Được biết là tại tỉnh Bình Định thì đang có 2 tàu cá mất tích và 1 tàu cá thì bị chết máy trên biển. Thì công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đối với các tàu này thì như thế nào thưa ông? Đến giờ phút này thì chúng tôi nhận được là cái hai tàu cá là bị mất tích, do nó bị vỡ ống nước. Thông tin cho hai cái tiền này là có 26 thuyền viên. Chúng tôi đã báo cáo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của trung ương và cảnh sát biển của vùng ba hải quân để hỗ trợ tìm kiếm các cái ngư dân mà đến giờ phút này do sóng rất là lớn của ngoài biển nên là công tác tìm kiếm hết sức là khó khăn. Chúng tôi vẫn chưa có liên lạc và chưa tìm kiếm được với các ngư dân mất tích. Công tác tìm kiếm thì vẫn đang tiếp tục. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông vì những thông tin vừa rồi ạ. Tàu vào đậu rồi thì phải có biện pháp giằng níu, sắp xếp, không thì chìm ngay ở cảng. Thông tin từ Sở Chỉ huy Tiền phương tại Đà Nẵng cho biết, tính đến 23 giờ đêm qua, vẫn còn 92 tàu thuyền còn nằm trong phạm vi của vùng nguy hiểm của bão số 9. Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, thông tin tổng hợp từ các địa phương đến 20 giờ đêm qua, vẫn có 92 tàu thuyền của ngư dân còn nằm trong vùng biển nguy hiểm của cơn bão số 9. Trong đêm, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục cố gắng phát tín hiệu để trong những giờ còn lại trước thời điểm bão đổ bộ có thể thoát khỏi vùng nguy hiểm này. Trước đó, tỉnh Bình Định cũng cho biết mối lo ngại lớn nhất của địa phương là còn tàu cá trên biển. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, tính đến chiều ngày 27 tháng 10, không còn tàu cá Bình Định nào hoạt động tại khu vực Hoàng Sa. Còn 272 tàu đang hoạt động tại khu vực Trường Sa, 20 tàu hoạt động khu vực giữa Trường Sa và Hoàng Sa. Tại vùng nguy hiểm của bão số 9, phía tây kinh tuyến 116 độ Kinh Đông, vẫn còn 135 tàu hoạt động. Đáng lo ngại nhất là 7 tàu nằm trong đường đi của tâm bão đang di chuyển vào bờ. 9 tàu nằm gần đường đi của tâm bão đang di chuyển vào bờ và di chuyển xuống phía nam, tránh xa vùng ảnh hưởng của bão. 13 tàu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão đang thả neo dù và di chuyển xuống phía nam, tránh xa khu vực ảnh hưởng của bão. 29 tàu nằm trong đường đi ảnh hưởng trực tiếp của bão đang trên đường di chuyển vào bờ và di chuyển tránh xa khỏi vùng nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng đầu tiên khi mà bão áp sát gần bờ. Và ngay trong sáng nay thì đảo Lý Sơn đã có mưa và gió giật cấp 10. Chúng tôi đã vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Việt để biết thêm tình hình mưa bão tại địa phương này. Và sau đây thì kính mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Việt ạ. Vâng, xin mời trường quay. Hiện nay trên địa bàn Lý Sơn thì gió càng ngày càng tăng cấp. Hiện nay trên địa bàn khoảng gió khoảng cấp 10. Nó thông báo cho người dân là không được ra khỏi nhà. Và ban chỉ huy chống thiên tai cũng chuyển tăng cường từ cầu tàu để nắm tình hình và thông báo cho các địa phương trên này. Từ ngay từ sáng hôm qua đến 17 giờ qua thì huyện đã huy động được khoảng 800 người dân, trên 800 người dân ở những vùng sung yếu vào nơi an toàn như là trụ sở của các đơn vị quân đội, công an, biên phòng và một số các trung tâm hành chính của huyện thì người dân ở ổn định và an toàn đến giờ này. Hiện nay cái khó khăn nhất của huyện là cách xa quá xa đất liền và lâm tầm chơi vơi giữa biển thì hiện nay là huyện đang cố gắng hết sức để làm sao giảm thiểu thiệt hại nhất cho người dân, thiệt hại nhất là về tính mạng của người dân. Còn cái các phương tiện hiện nay thì ra vào đảo là hiện tại rất là khó khăn, đã khắc phục và tuyên truyền cho người dân là ý thức người dân rất là cao. Khi nghe thông tin cơn bão số 9 thì người dân đã chủ động phòng chống nhà cửa và cũng đã tuân chấp hành cái sự chỉ huy của chính quyền về nơi ăn trú ẩn rồi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là bão số 9 đã bắt đầu ảnh hưởng từ khu vực đất liền các tỉnh Trung Bộ nước ta. Với một cơn bão được nhận định là mạnh nhất từ đầu mùa cho tới nay, có tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Nếu người dân không chủ động trong ứng phó sẽ để lại nhiều thiệt hại lớn. Hãy cùng lắng nghe những chuyên gia của chúng tôi tư vấn để xem những việc người dân cần làm trong và sau khi bão đổ bộ ra sao. Điểm quan trọng nhất khi bão vào đó là ai đang ở đâu thì ngồi yên ở đấy. Chúng ta không thể sơ tán trong khi gió đang cấp 12, giật cấp 13 và 14 đi vào bờ. Tại vì lúc đó cây sẽ đổ, tôn sẽ bay, nhà cũng có thể sụp sập và việc ra ngoài đường thì rất nguy hiểm. Một cái xe con hay một cái xe tải nhỏ đi trên đường vào thời điểm mà gió cấp 13, 14 giật có thể thổi lật nghiêng và thổi bay. Sức mạnh khủng khiếp như thế thì cái việc ra khỏi nhà trong lúc bão vào là cấm tuyệt đối. Có một cái thời điểm cực kỳ quan trọng đó là gió giật mạnh sau đó có khoảng lặng khoảng 30 phút. Chính là cái thời điểm mà cái tâm bão đi qua. Người dân sẽ chủ quan rằng bão
đã đi qua rồi. Nhưng cái thời điểm đó thật sự là bão chưa đi qua mới, mà lúc đó là tâm bão không có gió đang đi qua. Cái hồi bão đó là cái vành đĩa sau của bão tiếp cận với cái sức cấp gió lớn hơn. Khi nó đổi gió thì thời điểm đấy là cái thời điểm rất nguy hiểm. Và vì vậy cho nên chúng ta phải đợi cho hết hai đợt gió và đổi gió thì người dân mới đi ra khỏi nhà để làm công tác dọn dẹp và sơ tán. Sau bão thì có thể dẫn đến lụt với hoàn mưa của lạm của bão. Và vì vậy cho nên phải cảnh giác với việc đó là lũ và lụt có thể lây lên. Sau bão thì cái việc là cơ sở hạ tầng có thể bị tàn phá. Và vì vậy cho nên cái công tác phục hồi cần phải có các cái kế hoạch, cần có cái sự tham gia của các đội cứu trợ chuyên nghiệp tiếp cận, phối hợp cùng với chính quyền địa phương để thực hiện công việc đó. Để chủ động ứng phó với bão số 9 và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền Trung nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 9 đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28 tháng 10. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng cho 270.000 học sinh nghỉ học từ chiều 27 đến 28 tháng 10. Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho 280.000 học sinh nghỉ học từ 27 đến 29 tháng 10. Quảng Nam đã cho 356.760 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học từ ngày 27 đến 28 tháng 10. Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 27 tháng 10, còn tỉnh Phú Yên cho học sinh nghỉ từ ngày 28 tháng 10. Các địa phương khác như Khánh Hòa, Bình Định cũng cho học sinh nghỉ học trong hôm nay để phòng tránh bão và lũ. Các trường học được yêu cầu trăng chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, cây xanh và các công trình xây dựng để phòng tránh gió bão, làm tốc mái, ngã đổ, di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị, các phương tiện kỹ thuật đến nơi an toàn tránh ướt, hư hỏng và tắt các thiết bị điện khi không có người làm việc. Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên không được rời vị trí trực và ra khỏi nhà trong lúc mưa bão. Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống bão lũ cho đến khi bão tan. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bão số 9 rất nguy hiểm, mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Bão số 9 mạnh ngang bão Jansen vào Đà Nẵng năm 2006, mạnh hơn nhiều so với bão Ramrey vào Khánh Hòa năm 2017. Trước tình hình nguy hiểm này, công tác cứu hộ, cứu nạn phải luôn sẵn sàng ở mức độ cao. Đặc biệt, 7 trực thăng đã được huy động sẵn sàng cứu trợ nơi bị cô lập. Cụ thể, vào tối ngày 27 tháng 10, đại diện Sư đoàn 372 đóng tại Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực làm nhiệm vụ khi có lệnh. Đặc biệt, Sư đoàn 372 sẵn sàng điều động 7 trực thăng và 100 cán bộ chiến sĩ để chuẩn bị cho tình huống cứu trợ cho những địa phương bị cô lập sau bão. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ, gồm 442 bộ đội thường trực cùng 3 xe thiết giáp, 54 ô tô các loại, 1 xe cứu thương để phòng chống bão. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã thành lập 2 đoàn do Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu đã yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, nắm chắc diễn biến bão số 9, mưa lũ do hoàn lưu sau bão. Các đơn vị này được lệnh bố trí lực lượng, phương tiện tại những nơi xung yếu để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp và ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố. Chú trọng biện pháp đảm bảo an toàn cho bộ đội, kho tàng, doanh trại và vũ khí, sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp dân ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Bộ Tổng tham mưu cũng yêu cầu Quân chủng Phòng không Không quân sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay cứu hộ cứu nạn trên biển và trên đất liền. Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển duy trì lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn trên biển khi có yêu cầu.